ngày nay chúng ta dạy con cái thường chúng ta dạy cái tự tư tự lợi ích kỷ mà không làm tấm gương tốt làm tấm gương rộng lượng cho con cái xem chúng ta hay thử xem con nhỏ chúng ta học tự tư tự lợi ích kỷ ngay từ lúc nhỏ mà chúng ta lại không để ý một cái ví dụ điển hình mà chúng ta hay mắc phải con chúng ta còn nhỏ khi nó tập đi nó té ngã đó nó bỏ nó té đó. hoặc là nó tập đi nó ngã người lớn thường là gì đánh chừa cái bàn đánh chừa cái đồ vật này nó làm cháu tôi ngã làm con tôi ngã để dỗ nó khỏi khóc dần dần lâu ngày tạo thành một cái nếp một thành suy nghĩ rằng là xảy ra sự việc như vậy là do người khác không phải do mình mà khi lớn lên thì sao nó đi ra đường nó đụng xe người khác nó đánh người khác vì nó nghĩ rằng là vì người khác mà nó đâm vào chứ không phản tỉnh những lỗi của mình. Bởi vì sao? Ngay từ lúc nhỏ rằng người lớn đã dạy nó rằng là phải đổ lỗi cho người khác lỗi đấy không phải do mình có phải không ạ? Có giống quen quen không? Người lớn chúng ta có phải làm ngay từ lúc nhỏ với con cái như vậy không? Vậy thì khi chúng ta dạy con mà chúng ta quên mất chúng ta không để ý đặc biệt có nhiều người lớn tuổi như thế này bố mẹ ông bà đến nhà chơi thì có cháu nhỏ có người nói ơ bà mang cái tivi này nhé ông mang cái tivi về nhé ông mang cái quạt đẹp này về nhé ông lấy đồ chơi này về nhé thì nó có rộng lượng nó nó tự đưa cho không mà nó không nó còn làm đánh nó rằng nó giật lại. mà người lớn thì sao lại vui lại cười lại hùa theo lại vui lại cười những cái việc nhỏ nó thôi nhưng lâu ngày dần dần tạo sự hẹp hòi cho nó ngay từ lúc nhỏ mà chúng ta không biết nó không học được cái rộng lượng nó không được học cái sự từ đi yêu thương nó không học được cái sự lỗi là của mình mà nó học được cái sự đổ lỗi người khác học được sự ích kỷ hẹp hòi mà từ người lớn dạy mà chúng ta không biết chúng ta phải hết cảnh giác mà đến khi nó lớn lên 10 tuổi, 15 tuổi thì nó thành thành thói quen nữa. Và thói quen thì khó bỏ, càng lâu ngày càng khó bỏ. Mà chúng ta không biết rằng do người lớn lâu ngày tập thành thói quen cho cho trẻ nhỏ mà chúng ta không hề hay biết. Một cái nhỏ thôi mà chúng ta để ý thấy rằng là nó tác hại rất lớn. Cho nên chúng ta phải hết sức để ý hàng ngày Người lớn chúng ta dạy trẻ nhỏ Phải luôn tạo ra tấm gương tốt Phải biểu diễn cho trẻ nhỏ xem Những cái tấm gương tốt Để nó nhìn thấy Ví dụ như trong bữa ăn Trẻ nhỏ phải ngồi đầu lồi Người lớn ngồi ở trong Nếu nhỏ quá Nó chưa sới được thì trong vào trong bố mẹ Nếu ở cùng ông bà Thì bố mẹ là phải ngồi đầu lồi Sới cơm cho ông bà Rồi khi đến bữa ăn phải mời ông bà người gắp thức ăn cho người lớn hơn mình con nhỏ của mình nó nhìn thấy đấy là nó đang học mà chúng ta không để ý nhưng nhiều nhà thì sao ông bà ngồi đầu nồi sới cơm cho con cháu đến bữa ăn thì ông bà gắp thức ăn cho cháu trước mà quên mất rằng đang là phải là biểu pháp để nhìn thấy tấm gương cho con nó học vậy thì chúng ta phải hết sức cảnh giác và trong đời sống hàng ngày phải tạo ra được cái tấm gương tạo ra biểu pháp cho con cháu học theo